Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Cùng khám phá BMW 3 Series 2019 giá 2,5 tỷ đồng tại Thái Lan sắp được đưa về Việt Nam. BMW 3 Series 2019 là thế hệ mới, mã G20 với những thay đổi đáng kể về diện mạo và hệ thống khung gầm. Tại triển lãm ô tô Bangkok 2019 Bangkok International Motor Show, BMW trình làng thế hệ mới nhất mẫu 3 Series mang tên G20. Xe cũng đã ra mắt tại thị trường Việt Nam trong thời gian sắp tới, có thể vào giữa năm nay. Một số trang bị trên xe tại Việt Nam và phiên bản bán tại Thái Lan có khả năng tương đồng bởi cùng là xe dành cho thị trường Đông Nam Á. BMW 3 Series mới giữ nguyên kiểu dáng nhưng thiết kế chi tiết có nhiều thay đổi. Cụm đèn trước LED lớn hơn, còn đèn hậu LED mảnh hơn. Lưới tản nhiệt lớn hơn mẫu cũ. Phiên bản ra mắt tại Thái Lan là 320D Sport và 330i M Sport, xe được trang bị vành 18 inch. Kích thước xe tăng đáng kể so với thế hệ trước, xe có chiều dài tổng thể tăng 76mm, rộng hơn 16mm và cao hơn 1mm. Điều đáng chú ý, trục cơ sở được kéo dài ra 41mm, tăng không gian cho người ngồi trong, mặc dù lớn hơn, khối lượng xe lại giảm 55kg nhờ sử dụng thép siêu cứng và nhôm, hệ số cản gió cũng được giảm. Phiên bản được người Việt Nam quan tâm nhất là 330i M Sport bởi mẫu xe này không có bản máy dầu tại Việt Nam. Động cơ của bản này là 4 xi lanh, dung tích 2 lít cho công suất 258 mã lực và mô men xoắn 400 Nm, kết hợp số tự động 8 cấp. BMW cho biết xe có khả năng tăng tốc từ 0 tới 100 km/h trong 5,8 giây. Nội thất của xe là sự kết hợp của vật liệu da và kim loại. BMW vẫn đi theo phong cách thể thao với những đường nét góc cạnh. Chiếc xe trưng bày được trang bị màn hình 10,25 inch trung tâm và đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch Live Cockpit. Đây là một phần trong hệ điều hành 7.0 của BMW. Một số trang bị nổi bật khác có vô lăng M trên 330i, điều hòa tự động 3 vùng độc lập và âm thanh Harman Kardon. Giá BMW 330i M Sport tại Thái Lan là 3,359 triệu bạt, khoảng 2,5 tỷ đồng tiền Việt Nam. Phiên bản 320D có giá 3,959 triệu bạt, tương đương 2,18 tỷ đồng tiền Việt Nam. Về Việt Nam, BMW 3 Series cạnh tranh trực tiếp với Mercedes-Benz C-Class. Mặc dù C-Class năm nay chỉ là bản facelift, mẫu xe này vẫn có nhiều thay đổi tích cực về công nghệ, đặc biệt là về động cơ. Trong khi đó, 3 Series hướng tới những yếu tố như thân vỏ, khung gầm và diện mạo, còn động cơ và hộp số thì vẫn giữ nguyên, không có sự thay đổi. Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và thành công.